Xin chào thầy anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nhện Kiểng Lá của em ạ. Thì chúc anh chị, đây là cái gốc của cây Majestic nha anh chị. Philodendron Majestic. Thì đây là cái phần gốc của cái cây mà em có cắt ra đó anh chị. Đó. Thì đây là cái phần gốc này anh chị này. Gốc này thì em có cắt ra và em để ở đây là bao gồm có bốn cái nốt nhá, bốn cái mắt đốt nhá, gọi là cái nốt đó. Thì bốn cái nốt này nó mọc là từ dưới gốc mọc lên này, và nó đẩy ra được bốn cái, chính xác là bốn cái cây nha anh chị. Thì đây là cái thấp nhất này, cái mắt thấp nhất nó đẩy ra này. Đây là cái thứ hai này, thì cái thứ hai này nó đã ra được hai lá rồi nha anh chị. Đây, một cái lá này đây, lá này thì nó đạt khoảng tầm 17-18 cm rồi, 16 cm. Đây, một cái lá nữa đây. Rồi cái thứ ba đây thì nó cũng lại nhỏ hơn cái đấy một chút, lá nó hơi nhỏ hơn một chút nha anh chị. Và cái thứ tư thì nó lớn hơn được 3 lá rồi, và lá lớn nhất của nó đạt được khoảng trên 20 cm rồi. Trên 20 rồi nhá, khoảng 21 cm anh chị ạ. Nói chung là mình tính khoảng 20 cm này. Đó, một cái gốc này nó gồm cái gốc này, cái thân của nó cũng khá lớn rồi, và em có đang cột tạm vào một cái trụ như vậy nhá. Đó, cái rễ thì ở những cái cây này nó mọc ra nó chưa có bám đâu, em cứ cột tạm để cho nó phát triển như này thôi. Đó, thì cái này một thời gian tới nữa thì khi một cái cây này nó ra nhiều cái lá thêm ấy, thì từ những cái đốt thân đó nó sẽ đẩy ra những cái bộ rễ nhá. Và anh chị lúc đấy anh chị có thể ghim cái giá thể vào trong cái bộ rễ này được. Nó như này này, nó sẽ bắn ra những cái rễ như này này. Đó, thì anh chị lúc đấy ghim cái giá thể vào, và nó sẽ phát triển, cái rễ nó sẽ đẩy ra, nó bám vào cái trụ đó và nó sẽ phát triển nhé. Lúc đó thì anh chị có thể cắt ra thành từng cái cây một như vậy. Hoặc là anh chị để nguyên để anh chị chơi bốn cái ngồng như này. Bốn cái ngọn đấy. Dạ, em bữa nay em cũng vườn em cũng nhiều rồi, cái dòng Majestic này em cũng khá nhiều rồi. Bây giờ em sẽ bán cái phần gốc ở đi để anh chị có điều kiện để chị sưu tầm nhé. Bốn cái này thì em bán nguyên một cái chậu như vậy này. Cái chậu thì em bỏ tạm vào cái chậu nhựa này cũng khá cao đấy. Chậu nhựa này nó cao khoảng 40 cm nha anh chị, và miệng nó được khoảng 30 cm nhá, 30 cm vuông nhá. Thì cả một chậu này gồm có bốn cái cây như vậy nha anh chị, là 600.000 ạ. Em bán cái chậu này là 600 nha anh chị. Đó, cái cây lớn nhất này sau này nó đẩy thêm bộ rễ ra thì anh chị hứng rễ của nó, sau đấy là anh chị có thể tách ra nhé. Đây, em qua chi tiết cho. Đó, anh chị hứng rễ của nó, sau đấy anh chị tách ra cái phần này, này. Đây, cái bộ rễ của nó đây, nó bắt đầu đang đẩy hết ra rễ ra đây. Sáu cái này, bốn cái này 600 anh chị nhé, cả chậu này. Và cái giá này thì chưa bao gồm ship đâu, khi ship thì em sẽ ship nguyên si như vậy này. Em để nguyên một cái chậu cây này em ship đi cho anh chị nhé. Đó, anh chị nào chốt được thì inbox cho em nhé, gọi cho em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình ạ. Philodendron Majestic, bốn nốt và lên được bốn cái chồi, bốn cây rồi, 600 ạ. Rồi, anh chị nào cần thì inbox cho em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.